Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Bên ô tô Duy Tâm em tiếp tục lên sóng con Innova Form 2016 cô chú anh chị nha. Tháng 12 2015 sản xuất ra con Innova Form cuối cùng của đời Innova này luôn. Thì bên Tâm sẽ review sản phẩm này cho cô chú anh chị mình được tận mắt chứng kiến là con xe một chủ mua mới từ đầu. Đó, Odo thì chạy mới có 7 vạn mấy thôi. Cực kỳ là cộp. Vì sao Tâm nói cọp thì Tâm sẽ quay sơ lược cho cô chú anh chị mình coi ha. Bản số 95A02133. Quá ư là cọp luôn. Cái máy lên chạy thì mê luôn. Cái máy này cô chú lên chạy là chỉ biết ghiền luôn thôi nha. 95A một chủ mua mới từ đầu 02133. Euro chạy 7 vạn mấy. Xe năm 2014 là mâm màu trắng, 2015-2016 là mâm màu đen. Xe này tháng 12-2015 mâm đen, đời cuối cùng của Innova form dáng này. Thì cô chú anh chị cũng biết ha, có rất là nhiều người thích cái dòng form dáng này để sử dụng. Đó thì có người thì thích form dáng này, có người thích form dáng kia. Form dáng này thì nếu mà ai thích thì cảm thấy nó rất là đẹp và nó chạy nhẹ hơn form dáng kia rất là nhiều cô chú anh chị nha. Đây là con Innova sản xuất tháng 12-2015, một chủ mua mới từ đầu. Odo chạy được 70 mấy ngàn km. Đèn đuốc của nó thì sáng thôi rồi luôn, bao sáng luôn. Nó trong veo và trong vắt luôn. Sơn green bên ngoài còn rất là nhiều cô chú anh chị nha. Sơn green bên ngoài xe này còn rất là nhiều. Kết hợp xi nhan gương, gương chỉnh điện, thắng ABS, túi khí an toàn. Đây cô chú anh chị mình thấy ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 11 năm 2022. Vỏ dép nè. Bao đẹp luôn cô chú anh chị nhà mình ơi, rất đẹp, thật sự rất là đẹp. Và Tâm cho cô chú anh chị nhà mình coi nha. Thân vỏ nè, nhìn mê luôn. Xe này người ta còn được gọi là màu ghi vàng nha cô chú anh chị nha, màu ghi vàng. Màu ghi vàng cho con Innova sản xuất năm 2015, đăng ký tháng 12 2015, một chủ mua mới cuối đời 2015. Và con xe này cực kỳ là chất luôn. Cô chú anh chị mà thấy con xe này là cảm thấy chịu liền. Đặc biệt là leo lên chạy thử nữa một cái là mê luôn. Chạy rất là mê. Giờ Tâm sẽ quay vô phần nội thất bên trong nha. Phần nội thất bên trong thì thôi rồi luôn, tuyệt vời. Xe này bên Tâm bán cho cô chú anh chị là, để Tâm tắt nhạc á, chưa có lên đồ chơi gì hết nha, vẫn còn riêng nguyên. Đặc biệt ở đây nè, nhìn cái bộ nội thất là thấy chịu liền. Trời nó mới. Thấy bộ nội thất mới kinh khủng không? Cái máy của nó còn dữ dằn nữa. Xe này bên Tâm bán cho cô chú anh chị mình là 400 triệu nha. 400 triệu cho con Innova tháng 12-2015. Cái đầu tiên là cô chú anh chị coi cái góc qua lăng đi. Đó, từ từ nó gơ màn hình lại. Đó, coi góc qua lăng nè. Thấy ớn không? Thấy mê không? Đây, coi góc qua lăng ha. Đó. Odo thì chạy là 6 vạn 8, tức là 68.000 cô chú anh chị nha. Nhìn cái cần số này cũng biết cái chất lượng xe nó như thế nào nha. Đó, nhìn cần số nè, còn gai góc còn y nguyên luôn. Thấy ghê không? Đó, rất là hầm hố à. Và Tâm sẽ quay từng chi tiết cho cô chú anh chị mình coi. Sản xuất năm 2015 nè. Đó, góc gia đình nè, một chủ mua mới nè. Đó, bản lề 7 màu luôn, chưa có mở bất cứ một con ốc nào hết. Nó còn mới tinh nguyên luôn ha, còn mới tinh nguyên luôn. Chưa mở bất cứ một con ốc nào hết. Đây, cho cô chú anh chị mình coi ha. Đây cái tấm bi cửa nè. Mới không cô chú anh chị? Cái này là cái nhung ha. Nhung green. Và nhìn cái này mình cũng đủ biết nữa nè. Chưa có một cái dấu hiệu sờn luôn. Đó, cái này nó còn mới vậy luôn ha. À, Tâm chốt cho cô chú anh chị nè. Cái này gai góc còn nguyên vẹn luôn, rất là mới. Cái nát trong đây nè, đã lắm. Nói chung nhìn đã, nhìn sướng con mắt luôn. Mấy cái cần khởi động nè. Đó, cái mấy cần khởi động, dây xích beo nè. Ha, rất là mới ha. Nhìn thật sự rất là mới. Ghế nỉ mà nó còn mới tinh luôn, căng đét luôn. Thì Tâm sẽ bán cho cô chú anh chị con xe này với mức giá là 400 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển luôn nha. Rút hồ sơ và vận chuyển luôn cho cô chú anh chị nhà mình với con xe là Innova tháng 12-2015. Form dáng này rất là nhiều người ưa chuộng nha. Form dáng này rất là nhiều người ưa chuộng. Và đặc biệt ở đây là Tâm chỉ quay sơ thôi chứ không cần quay kỹ bởi vì nó quá chuẩn đẹp. Quay sơ thôi cho cô chú anh chị biết là keo chỉ xe này là đừng có nói tới có còn hay là đã mắc hay là lỗi ha. 100% là không lỗi nha. Không mắc một phân keo chỉ nào hết. Một phân keo chỉ là trừ tương đương với 50 triệu. Đó, cô chú anh chị cứ tìm ra, cứ mắc một phân là trừ 50 triệu. 100% là không lỗi nha. Không dịch vụ kinh doanh Grab, không taxi. Đó, gia đình mua mới nguyên.
vỏ dép là còn mới, mâm là chưa có dấu hiệu trầy luôn, bọng về lòng về là bao mới luôn ha, bao mới luôn đó. Sườn bọng nè nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh, vỏ dép là bao mới nha đó, vỏ rất là mới ha, năm cái vỏ mới toanh. Gầm bệ nè, gầm bệ này là chưa có được rửa ráy, vỏ xe cua cũng còn khá là mới cô chú anh chị mình ạ. Cái gầm này rửa ra cái nữa là quá đẹp ha. Đây cái tem của trục sau nè, gầm bệ này nếu mà được đưa đi rửa một cái nữa là tuyệt vời nha cô chú anh chị nha, không có một cái vết rò rỉ hay xét hết. Và đặc biệt ở đây là không có phủ gầm gì hết ha, phủ gầm khó coi, xe này chưa có phủ gầm nên mình dễ coi, gầm là bao đẹp. Đây sườn bọng nè, không mắc một phân, cabo ca biết chưa tháo chưa gỡ gì hết, tâm bao cho cô chú anh chị nhà mình luôn nha. Keo chỉ nè, tâm chỉ quay sơ thôi, quay nhiều quá là không có kịp thời gian, bởi vì trời sập tối rồi không có thấy đường đâu. Và cô chú anh chị mình coi ha, keo chỉ là full hết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đây đèn đuốc nè, rất là mới ha. Và tâm sẽ cho cô chú anh chị mình coi cái máy luôn nha. Đặc biệt ở đây là cái nội thất của nó, nội thất của nó căng cứng luôn, bảo đảm luôn. Nội thất của nó ghế nhung mà, đó ghế nhung mà nó mới dày luôn nè, thấy mới không cô chú anh chị. Túp bi nè, mấy cái túp bi cửa nè mới xanh luôn, nói chung là nó còn rất là cứng, rất là chất, không có một cái dấu hiệu gì để gọi là nè cô chú anh chị thấy không, không có sờn gì hết á, thật sự rất là chất ha. Keo chỉ nè full hết, bản lời bản liếc nè, mới thật sự rất là mới nha. Đây cái mấy cái này nè còn nhám nhu luôn. Và mình thấy đẹp không cô chú anh chị, tâm thấy ở ngoài mà thực tế là xe này nó đẹp dữ lắm. Cái ghế mà nó còn mới nè, ghế mà mới xanh luôn, bản lời bảy màu luôn nè, thấy không. Đây ốc nè, chưa có tháo một con ốc nào hết á, tâm quay sơ sơ thôi nha, bởi vì trời sắp tối rồi cô chú anh chị sẽ không coi được như cái Innova vừa rồi á, tâm quay trời tối là không ai coi được hết á. À, bật đèn led lên thì nó đâu có thực tế đâu cô chú anh chị thấy nè. Đó cái này chỉ có bốn cái túp bi cửa thì nó hơi đen xíu thôi, còn lại là nó đẹp ken hết. Đẹp ken hết nha. Đây cô chú anh chị mình thấy ha, bản lời nè, trần nỉ nè, trần nỉ bọc ni lông ha, đẹp thật sự rất là đẹp nha. Rồi à, tâm quay cái máy nữa ha, quay cái máy nữa để tâm đẩy cái này xuống. Và đồ nghề ở đây không biết còn hay không nha, đa số đây còn nguyên ha, đội đồ còn nguyên và mới tinh, chưa có sử dụng luôn. Dây xích beo xích đu là còn rất là mới nha, khá là mới ha. Đó mấy cái trục này mới tinh nè cô chú anh chị thấy không. Xe này sơn rin còn rất là nhiều nha, xe này không có đánh giá được nước sơn rin còn được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà sơn rin còn rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây là cái mình thùng của nó đẹp lắm, cái mình sơn của nó nó đẹp lắm, nó thẳng lắm nè, nó thẳng lắm cô chú anh chị thấy nó thẳng không, nó thẳng tắp luôn, nó ngay ngắn, nó cái nào ra cái đó, đường nào ra đường đó, chứ nó không có cái gọi là văn vèo hay là tút sơn hay là sửa chữa gì đây hết, nên mình nhìn nó ưa nhìn lắm, nhìn nó sướng lắm, cảm giác nó khoái lắm. Tâm mới vừa về luôn nên chưa có cơ hội để quay lên cho cô chú anh chị cho nó kỹ lưỡng và cho nó nhanh nhất để cô chú anh chị tiện theo dõi và ủng hộ. Thì bây giờ tâm mới có thời gian thì tâm quay lên giày để tâm báo cáo với bà con là tâm có một cái Innova tháng 12 2015 form mới, đó là cực kỳ là chất, một chủ mua mới cọp luôn. Xe này sử dụng từ cọp cũng được mà. Và cô chú anh chị thấy ha, cái máy của nó là như ngày đầu luôn, chưa có dấu hiệu mà rửa luôn, chưa có rửa. Nếu xe này mà được rửa ra là nó giữ dần nữa ốc mà. Không, keo chỉ nè, tâm quay sơ lược thôi. Và cái cabo của nó mà còn mới tinh nè, không, chưa có đóng bụi, đóng khói gì luôn. Sơ sơ thôi nha, sơ sơ vậy thôi. Xương ngang nè, tâm cho cô chú chị mình coi nha. Ha, để tâm chỉnh cái điện thoại cho rõ lại. Từ hồi nãy là chưa có phát hiện một cái lỗi nào hết nha cô chú chị nha, chưa có phát hiện một cái lỗi nhỏ nào hết. Mấy cái bọng thùng rồi nè, lỗi nhỏ cũng không có nữa nha. Đèn đuốc là riêng nguyên hết ha, chưa có thay bất cứ một cái thứ gì hết nha, chưa có gãy bát gãy gì luôn á, cái bát nó còn cứng khừ luôn nè. Đèn đuốc chưa có nứt, chưa có bát gì, gãy gì hết. Ốc mà chưa tháo con nào nha, mấy con ốc này là nguyên hết, chưa có tháo một con nào hết. Ốc bát khóa đâu nè, ốc kèn đâu nè, nè mấy cái đinh bấm nè ha, zin hết. Và đặc biệt là cái cục nhung này nè,
cô chú anh chị cứ đi coi xe, ít có xe nào mà cục nhung này nó còn á. Cục nhung này nó còn chứng tỏ là cái xe này nó sử dụng chưa có được quá nhiều, nó chạy cũng không có được bao nhiêu hết. Đa phần là cục nhung này nó sẽ bị rụng, về ngày tháng á, thì nó sẽ bị rụng cái cục nhung này đi. Đó, đa phần là xe 2007, 2008, 2009, 2010 là nó rụng hết à. Chỉ có xe cọp 16, 15, 16 nó mới còn, và chạy ít nó mới còn, chạy nhiều nó cũng rụng, nó cũng rách te tua hết. Cô chú anh chị thấy nè, nó rin nguyên hết, bình ắc quy khô, xương dọc, xương ngang gì. Đây là cục thắng ABS ha. Và cái máy của nó thì thôi rồi luôn. Nếu mà cái máy này mà được chùi rửa một cái là mới dữ thần lắm. Cái tem này chưa có bay màu luôn cô chú anh chị ạ. Tem nè, đó bụi không nè, không bụi không, quẹt một cái là bụi mù luôn. Nhưng mà đặc biệt ở đây là không có rò một miếng nhớt nào hết. Đây là cái cục keo sinh gươm nè, đó chưa tháo nha, không có rò một tí xíu nhớt nào luôn. Đây từ cái góc quay đa phần là nó hay bị rò nhớt. Xe này là Odo chạy 76.000 km nha cô chú anh chị nha, 76.000 km, tức là 7,6 vạn nha, 7,6 vạn cho con Innova sản xuất tháng 12/2015, đời cuối cùng đó. Rất là đẹp, đẹp tinh khôi, tem bọng nè, mới lắm. Xe này mà rửa ra một cái thôi 7 màu luôn nha cô chú anh chị nha. Ngày mai Tâm sẽ rửa, giá nào Tâm phải rửa cái xe này ra, bởi vì nó mới quá, không rửa thì nó lại phí đi. Xe này thì bây giờ rửa ra một cái nữa thì thôi, nó mới, đừng có nói tới luôn. 100% là nguyên vẹn từ trong dân ra nha, chưa có một cái dấu hiệu mà đưa qua thầy thợ gì, chải chuốt hay là mít cúp gì lại hết. Thì Tâm mua từ trong dân ra là Tâm up lên cho bà con mình coi luôn. Đây là một sản phẩm cực kỳ là chất và cực kỳ là mộc mạc nha, rất là mộc mạc. Thật sự rất là mộc mạc và rất là chất, chưa có dấu hiệu mà tút dọn sơn sửa thổi phòng gì hết. Đó thì cô chú anh chị mua con xe này thực tế cũng như ở trong dân, thì thay vì đi vô trong dân mua thì nó có thể rẻ hơn được 10-15 triệu. Nhưng mà trái ngược lại, xe đâu mà mua trong dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cô chú anh chị làm sao mà biết coi xe được, thì bởi vậy ở đây mới là có một cái người đứng ra chịu trách nhiệm về mặt giấy tờ pháp lý và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Và chịu trách nhiệm về khi mà cô chú anh chị không sử dụng nữa thì bán lại bên salon ô tô Vitam, em sẽ thâu lại. Đó là một trong những cái mà để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng sản phẩm bên ô tô Vitam em, là em sẽ bảo đảm những cái tính năng đó cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị yên tâm khi mà sử dụng sản phẩm bên em nha. Em xin chốt đơn lại là 400 triệu cho con Innova tháng 12/2015. Một chủ mua mới, Odo chạy 76.000 km, xe cực kỳ là chất. Nếu cô chú anh chị nào mà cảm thấy thích và cảm thấy là hài lòng với sản phẩm này thì hãy gọi điện cho Tâm nha, theo số điện thoại là 0917 nè 215512, và đến ngay địa chỉ là Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương để xem xe nha. Tâm chào bà con, vì trời cũng đã sập tối rồi ha. Tâm xin chúc bà con nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Thì Tâm xin chốt đơn ở đây là 400 triệu cho con Innova cực kỳ là cọp nha cô chú anh chị nha. Xin hãy gọi điện cho Tâm. Tâm xin bye bye cô chú anh chị, bà con nhớ bấm nút đăng ký giúp Tâm nha. Bye bye bà con ạ.